7 bí quyết một sát thủ bán hàng. Bạn hãy lưu lại để nhớ nhé. 1. Viết ra mục tiêu của bạn hàng ngày. Công việc đầu tiên chính là viết ra mục tiêu của bạn hàng ngày. Mục tiêu chính là động lực để bạn có thể bán hàng hàng ngày. 2. Làm vượt mục tiêu. Có mục tiêu thôi chưa đủ, vì nếu muốn trở thành người thành công thì bạn phải làm vượt mục tiêu mà bạn đã đề ra, giúp bạn có cảm giác bạn là người chiến thắng. 3. Có khả năng xây dựng database khách hàng, là danh sách khách hàng. Danh sách khách hàng là khách hàng tiềm năng. Danh sách đó chính là mục tiêu sống còn của bạn trong bán hàng. 4. Bạn phải có được sự tin tưởng của khách hàng. Bạn phải cho khách hàng thấy được bạn là người đáng tin cậy. 5. Bạn phải là người chăm chỉ nhất. Nếu bạn không chăm chỉ thì bạn không bao giờ có sự thành công. Sự chăm chỉ tạo ra sự may mắn. Khi bạn liên tục cố gắng, liên tục nỗ lực thì người khác sẽ thấy điều đó và sẽ giúp bạn. 6. Kịch bản bán hàng. Kịch bản bán hàng là một tờ giấy ghi chú cụ thể từng câu mà bạn sẽ nói, từng câu trả lời mà khách hàng sẽ nói với bạn. Chỉ cần bạn nhắc lại chính xác những câu viết trong kịch bản thì bạn sẽ bán được hàng. 7. Bạn phải có một giọng nói để cảm xúc hay cách thuyết phục đủ thông minh, là bí quyết không kém phần quan trọng để trở thành người bán hàng xuất sắc. Nếu bạn thấy hay và hữu ích, hãy thả tim và follow kênh của Hạnh nhé. Hiện tại, Hạnh đang nhận kèm cặp 5 bạn kinh doanh online phát triển đa kênh, khởi nghiệp với số vốn chỉ 400.000. Hạnh sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thành thạo chiếc điện thoại của mình để bán hàng đa kênh có thu nhập không giới hạn. Hãy chủ động kết nối ngay với Hạnh Hali để Hạnh Hali giúp đỡ các bạn nhé.